Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chơi game Liên Quân. Thì cũng đã lâu rồi mình không có chơi game này, bây giờ mới chơi lại. Không biết win nổi không nữa. Bên kia có gì vui mà sao nó bu quá hết trơn vậy? Cho mình đi đường này có mình vậy trời. Để mình dụ nó qua đây xong rồi mình đánh nó. Hay nó bị dụ rồi nè. Chờ mình chưa kịp đánh nó nữa, đánh quá trời luôn. Rồi mình đánh lại xong bỏ chạy nè. Trời ơi, chơi kìa, chơi chạy. Chơi giá chơi lợi. Trời mới đánh con cá lấy súng nã rồi. Trời lấy lùng mình trời quá trời luôn. Trời không nắm đuôi luôn. Mới định qua cái mập nước má này đâu ra vậy. Rồi bị phục kích luôn mấy bạn ơi. Đánh còn có một miếng máu rồi, để mình chạy về mình hồi máu coi. Rồi mình ra mình kiếm nó tiếp. Ê, nó qua nó ăn người của mình kìa. Không có dễ lấy của tôi đâu nha bồ. Trời, dăm ba cái thằng lính Sida này. Đánh vài phát chết hết. Ê, học rồi nha, định núp trong lùm đánh lén tôi hả? Ê, nãy bộ đánh lén được không? Thấy công chuyện rồi nè. Trời, nó gọi Himanel nó tới quýnh mình nữa kìa. Chết rồi, mình còn có mấy máu rồi. Hay là mình nhanh trí mình lộn qua đây thôi là mình chết luôn rồi. Trời, bạn thấy gì chưa? Chậm một bước nữa là tôi chết rồi. Your team has destroyed a tower. Explosive! Watch your head! An enemy has been defeated. A need for speed. Retreat! Ê, khoan khoan, từ từ, làm gì đánh tôi dữ vậy? Trời ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Rồi mình giết chết được con đứa này thôi, mình chạy nha. Mấy nè, quýnh mình mất máu quá trời luôn mấy bạn ơi. Đi về trụ hồi máu tiếp coi. Your team has destroyed a tower.
Ê, chạy đâu vậy? Ê, ê, chạy đâu vậy? Còn có nguyên má, chạy lẽ gì vậy? Rồi xong chết luôn. Mới ăn mừng xong mà giờ chết rồi. Ok, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Để mình chút qua mình đánh phụ chứ. Cũng phụ đựng đứa nhảy vào. À, hụt nữa rồi nha. Từ chiêu né của mình rất là hay luôn. Nãy giờ mình né mấy lần rồi đó các bạn. Tower.
ngang qua tiến công qua quýnh trụ mình kìa, rồi bả trụ mình luôn rồi, rồi bả hai trụ luôn rồi, chắc là kèo lại quá. Để mình chạy ra mình hy sinh giải tán tụi nó, giết được đứa mình chết luôn. Đồng đội mình tiến công vô phá trụ luôn nha. Rồi win luôn rồi các bạn ơi. Lâu rồi mình không chơi, nay mình chơi lại cũng ok quá chứ.